Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào chiều qua 22 tháng 9, vùng áp thấp ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Khoảng ngày 26 tháng 9, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông và còn tiếp tục mạnh thêm, trở thành bão số 4 trên Biển Đông trong mùa mưa bão năm nay. Từ nay cho đến ngày 20 tháng 10, trên biển Đông có khả năng xuất hiện 2 đến 3 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Biển Đông cũng bắt đầu bước vào cao điểm của mùa mưa bão năm nay. Dự báo từ nay đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực biển Đông có khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng từ 2 đến 4 cơn.